Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mục Muôn mặt Đời sống là chương phóng sự tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa của ngày quốc tế khoan dung 16 tháng 11. Cùng theo dõi câu chuyện về sức mạnh của lòng khoan dung trong việc giáo dục và dạy dỗ trẻ em khuyết tật tại trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ. Lắng nghe những chia sẻ của một số người bạn nước ngoài và những cảm nhận của họ về lòng hiếu khách, sự tôn trọng của những người bạn Việt Nam. Mục Chuyện làng quê là phóng sự về người dân xã Nhật Quang, huyện Phù Cử chung tay bảo vệ môi trường. Cuối chương trình là mục Nét đẹp xứ Nhãn, là câu chuyện ứng xử với các công trình văn hóa xưa cũ ở làng Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ thời điểm nào, hai chữ khoan dung cũng được nhắc tới rất nhiều trong cuộc sống, ở nhiều hoàn cảnh, với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau. Thế nhưng không phải ai cũng biết, từ 27 năm trước, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO, đã thông qua và công bố Ngày Quốc tế Khoan dung. Vào ngày 16 tháng 11 năm 1995, UNESCO đã thông qua và lấy ngày 16 tháng 11 hàng năm là Ngày Quốc tế Khoan dung dưới sự đồng thuận của 185 quốc gia thành viên. Trong bản cam kết, khoan dung được hiểu là tôn trọng, chấp nhận và hiểu đúng sự đa dạng, phong phú các nền văn hóa của thế giới, những hình thức tự biểu hiện và những khả năng thể hiện cá tính của con người. Ngày Quốc tế Khoan dung ra đời với mong muốn tác động đến hành vi, suy nghĩ của mọi người, hướng mỗi người đến với việc sống khoan dung, vị tha hơn. Tuy nhiên, trong suốt 27 năm tồn tại, Ngày Quốc tế Khoan dung vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống khi rất nhiều người dân thậm chí còn chưa biết tới ngày kỷ niệm này. Tôi chưa bao giờ được nghe thấy Ngày Quốc tế Khoan dung bao giờ cả. Khoan dung tức là rộng lượng, là vị tha, là tha thứ. Theo tôi thì nó rất là cần thiết trong cuộc sống của mình, bởi vì là nếu ai cũng khoan dung và tha thứ thì có lẽ là cuộc sống nó sẽ đẹp hơn. Dù chưa được biết đến nhiều, nhưng không thể phủ định tầm quan trọng của lòng khoan dung trong xã hội. Đối với mỗi người, khoan dung được hiểu theo những góc độ khác nhau, nhưng nó đều được đánh giá là một phạm trù đạo đức đặc biệt quan trọng. Khoan dung có thể hiểu được dưới nhiều khía cạnh, và khía cạnh đầu tiên đấy chính là sự đồng cảm và biết ơn. Và tất cả những cái điều này có thể làm từ những chi tiết nhỏ nhất ở trong gia đình. Việc mà chúng ta trao cho ai đó một lời khích lệ, một cái ôm, một nụ cười cũng là đồng cảm và biết ơn. Trao đi cho người khác không phải chỉ là giá trị vật chất mà còn là tất cả những gì thuộc về giá trị tinh thần, hoặc là tất cả những gì mà mình có thể thực hiện được trong cuộc sống này. Con người luôn phải tồn tại trong một cộng đồng, và vì thế, cuộc sống sẽ có rất nhiều điều bất như ý có thể nảy sinh từ một người khác, từ một cộng đồng khác, quốc gia khác. Do đó, lòng khoan dung, nhân từ, sự tha thứ, sẻ chia chính là dòng nước mát lành có thể giúp cho mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi đất nước sống hòa hợp và an vui. Vâng, biết khoan dung, cuộc sống sẽ nở hoa, niềm vui và niềm hạnh phúc sẽ nhân lên. Bởi lòng khoan dung không chỉ giúp chính bản thân mỗi người trở nên vui vẻ, mà nó còn khiến nhiều người xung quanh cũng trở nên hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tới thăm trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ và phần nào cảm nhận những quả ngọt từ lòng khoan dung của các thầy cô nơi đây. Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ chỉ có 12 cô quản sinh chịu trách nhiệm chăm sóc 24/24 giờ. Cho hơn 180 em học sinh nội trú. Các cô phải phân chia nhau chăm sóc các em từ miếng ăn, giấc ngủ tới các hoạt động sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Ở đây thì vừa phải dạy kỹ năng sống các bạn, và vừa phải chăm sóc các bạn giấc ăn, giấc ngủ buổi trưa và tối thì còn ngủ cùng với các bạn nữa. Thì đầu tiên về thực ra là mình rất là áp lực luôn. Hầu hết là các bạn đều là tự kỷ, đều là không hiểu cô, rồi một số các bạn câm điếc thì các bạn đều không nghe cô nói. Thế nhưng mà ở đây với các bạn thời gian mình rất là thương các bạn luôn, thì các bạn rất là thiệt thòi so với các bạn khác. Chăm sóc những đứa trẻ bình thường đã khó, chăm sóc những đứa trẻ bị khuyết tật về nhận thức, rối loạn về hành vi càng khó khăn gấp bội. Thế nhưng, những cô giáo ở đây vẫn kiên nhẫn dạy dỗ và chăm sóc những học sinh đặc biệt của mình. Chúng tôi lấy sự tiến bộ của trẻ làm sự trung tâm. Các thầy cô ở bộ phận chúng tôi thì gia đình hoàn cảnh cũng không phải là khá. Chồng còn đi làm cả đêm cặp ca, thế mà con thì còn nhỏ. Nhưng mà các cô cũng lấy cái tâm huyết là với cái nghề nghiệp mình nhân đạo là chính, nên đã cùng đồng suốt đồng lòng với các thầy cô nhà trường, biết bao tâm niệm để làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình. Không chỉ giúp học sinh tự học các kỹ năng sống, có thể tự chăm sóc bản thân, tại trường phục hồi chức năng Tiên Lữ, học sinh còn được các thầy cô dạy cho kỹ năng để có thể giao tiếp,
các kiến thức về xã hội và nghề nghiệp để các em sau khi ra trường có thể hòa nhập cuộc sống, tự nuôi sống bản thân. Đến các bạn chào rất to và khen là hôm nay cô Hai ơi, hôm nay cô xinh thế, rồi là hôm nay cô mặc đẹp thế. Mình làm cái gì, mình có cái gì mới là các bạn đều để ý thấy hết. Mà các cháu cũng rất là tình cảm ấy ạ. Thấy cho mình cái tình cảm nó rất là thân thương ạ. Cái đấy là giúp cho mình có thể là mình đi làm tiếp tục công việc và cảm nhiệt huyết hơn ạ. Khi tâm sự với thầy cô giáo nhà trường ấy, thì tôi luôn nhấn mạnh và tôi muốn nói là thực ra khi chúng ta giảng dạy cho các cháu học sinh ở đây, cái điều đầu tiên chúng ta cứ phải làm thế nào để cho các cháu hiểu được rằng chúng ta đang dành hết tình cảm cho các cháu, để khi dạy các cháu hiểu được rằng là không chỉ bản thân các thầy cô giáo ở đây mà toàn xã hội và mọi người cũng đều được quan tâm đến các cháu. Và bản thân chúng tôi thì trong cái quá trình giảng dạy thì không chỉ có thời gian ở đây đâu, các cháu học ở đây đâu, kể cả các cháu ra trường cũng vậy thôi. Chúng tôi sẽ tổ chức các cái chương trình giới thiệu, kết nối, giới thiệu việc làm và thậm chí tư vấn, tham vấn cho các cháu về pháp luật nữa. Mời các cháu đến nhà trường để hỗ trợ cho các cháu cả trong quá trình các cháu đã về nhà hòa nhập với cộng đồng. Trong bản cam kết về ngày quốc tế khoan dung giữa 185 quốc gia 27 năm trước, thì khoan dung còn được hiểu là tôn trọng, chấp nhận và hiểu đúng sự đa dạng phong phú các nền văn hóa của thế giới, những hình thức tự biểu hiện và những khả năng thể hiện cá tính của con người. Tại Hưng Yên, lòng khoan dung, mở lòng chào đón có lẽ cũng là một trong những lý do khiến bạn bè quốc tế cảm thấy yêu mến và muốn lưu lại. David đến từ đất nước Ai Cập, đã sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam gần 2 năm. Khi tới thành phố Hưng Yên giảng dạy cho trung tâm Anh ngữ PIC tại địa điểm 479 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, David đã nhanh chóng hòa nhập và gắn bó với nơi này. Sau tầm khoảng 1 năm rưỡi ở đây thì tôi cảm thấy là ở đây tôi dùng một từ đó là thoải mái. Vấn đề duy nhất tôi gặp đó là khoảng cách ngôn ngữ. Tôi đối lập với cái vấn đề đó bằng cách là bằng qua một số những cái cử chỉ tay. Năm sau thì tôi định là tôi sẽ làm đám cưới, thì tôi sẽ có ý định trong đầu của tôi là đến đây ở Việt Nam lâu hơn, sau khi mà tôi cảm thấy yêu đất nước này hơn. Jisoo, một giáo viên tiếng Anh đến từ Ấn Độ, cũng đã ở Việt Nam hơn 3 năm và tới sinh sống, làm việc tại thành phố Hưng Yên hơn 3 tháng. Chỉ trong thời gian đó, Jisoo đã nhanh chóng yêu thích cuộc sống ở đây. Trong thời điểm tôi ở Hưng Yên thì tôi thực sự không có quá nhiều thời gian để mà đi các nơi xung quanh, bởi vì là công việc cũng khá là bận rộn. Những nơi tôi đến được như là ví dụ như là Hồ Bán Nguyệt hay là gần đây là đó là quảng trường gần nơi tôi làm việc thì tôi thấy là rất là đẹp. Còn về con người thì tôi thấy người Hưng Yên rất là, tôi nói dùng từ thân thiện. Khi mà tôi mới đến đây thì có rất nhiều người, rất hội nhiều hộ gia đình là mời tôi đến nhà để ăn và uống. Mặc dù tôi thấy là cái việc đấy nó rất là phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà tôi thấy là cảm nhận được cái sự thân thiện của người Hưng Yên. Sự tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt về văn hóa cũng như lòng nhiệt thành, mến khách của những người dân tại Hưng Yên, nơi David và Jisoo đã gặp, chính là lý do giúp họ nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy vui vẻ hơn khi sinh sống và làm việc tại đây. Tôi yêu Hưng Yên, tôi yêu Việt Nam, right? Tôi thích Việt Nam. Yes. Giữ vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ điều đó, những năm gần đây, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử luôn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thời gian gần đây, bà Bùi Thị Nết ở thôn Quang Yên luôn duy trì thói quen tự phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Rác vô cơ như túi bóng, chai lọ sẽ được bà Nết để riêng vào bao, còn rác hữu cơ như vỏ rau củ quả sẽ được tập kết tại hố rác gia đình và ủ thành phân bón cho cây trồng. Rau là đúng ra rau sạch mình không bán, mà hầu như nhà mình ăn cả ngày. Trước kia ấy là để lẫn nó vào hàng tuần mới mang đi thì nó thật là nó mất vệ sinh lắm, nó hôi thối, nhưng mà bây giờ đến đầu đến là nó sạch sẽ gọn gàng. Còn đối với bà Mã Thị Điều, thôn Quang Yên, mặc dù bận rộn với công việc nhà, nhưng ngày nào bà cũng dành một ít thời gian để chăm sóc, cắt tỉa cho những bồn hoa, hàng cây cảnh trước nhà nhằm góp phần tạo mỹ quan cho tuyến đường thôn. Từ cái ngày làm đường sạch sẽ, cảnh quan là cũng gọi là môi trường là sạch đẹp và quang khang trang. Tuổi già như chúng tôi như thế này là rất là phấn khởi, mà sống như này là rất là gọi là trong lành. Bởi vì người ta nhìn thấy con đường nó xanh sạch đẹp như thế này, mọi người ta sẽ nói theo, cứ gia đình nhà nọ bảo gia đình nhà kia, sau đó nó kết hợp các ban ngành đoàn thể vào cuộc, thì từ đó mới được cái con đường dẫn dắt đến ngày hôm nay.
xác định môi trường là một trong những tiêu chí rất quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà. Vì thế các hội đoàn thể đã tích cực tuyên truyền cũng như có nhiều cách làm sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan môi trường. Đến nay, Nhật Quang có tỷ lệ xử lý rác thải tại hộ gia đình đạt trên 80%, 100% hộ dân thực hiện tốt mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Ngày Chủ nhật xanh được duy trì đều đặn hàng tuần, thu hút nhiều người dân tham gia. Xã cũng xây dựng được trên 3 km tuyến đường hoa kiểu mẫu. Thành lập một cái câu lạc bộ phụ nữ lối không với túi ni lông và đã tặng làn nhựa cho hội viên để đi chợ không sử dụng túi ni lông. Chúng tôi tham gia cái mô hình phân loại xử lý rác thải rất là phấn khởi, được hội viên rất là hưởng ứng. Cái đường hoa thì chúng tôi cũng tích cực chị em phối hợp với lại cán bộ thôn trồng, chăm sóc và dọn vệ sinh hàng ngày. Từng thôn, từng xóm đã có những cái việc mà tham gia tích cực dọn dẹp đường làng ngõ xóm, vệ sinh nhà cửa, rồi từ vườn tược ra, đã phát huy được rất là tốt. Còn cái nhiệm vụ tiếp theo thì đối với Đảng ủy và chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền cán bộ đảng viên và nhân dân sẽ thực hiện tốt để nâng lên một cái bước nữa, đó là để về đích được nông thôn mới kiểu mẫu. Có thể thấy, phong trào chung tay bảo vệ môi trường tại xã Nhật Quang ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng nhằm xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và đây cũng là yếu tố quan trọng để Nhật Quang sớm đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa nông thôn thì ứng xử thế nào với các công trình kiến trúc cũ là câu chuyện không hề đơn giản. Việc giữ lại những công trình đó khó hơn nhiều so với phá bỏ và xây mới. Giữ lại những công trình kiến trúc cũ sẽ giúp đô thị mang đầy ký ức và những giá trị văn hóa nội tại. Câu chuyện ở thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Cổng đồng, chiếc cổng làng còn được thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang gìn giữ khá nguyên vẹn tới tận ngày nay. Theo các cụ cao niên trong làng, cổng làng Tam Kỳ được xây dựng cách đây hơn 1.000 năm. Cổng làng đã chứng kiến bao đổi thay của một vùng quê cổ với nhiều lớp trầm tích văn hóa. Trước cổng ấy, nhìn ra cánh đồng là bốn chữ thị vị đại đồng, tức là mắt người ta nhìn ra đại cánh đồng to. Cánh đồng làng này là mênh mông bát ngát ở ngoài. Đi qua cổng làng Tam Kỳ là con đường lát gạch đỏ. Đô thị hóa ở đây không làm mất đi con đường lát gạch nghiêng. Người dân trong làng vẫn luôn tự hào về điều này. Và con đường gạch đỏ cũng mang trong mình những câu chuyện văn hóa bao đời. Mỗi một người con gái đi lấy chồng, nếu lấy chồng làng thì như thế là nộp 300 viên. Thế và lấy chồng ở thôn này thì là sẽ phải nộp 500 viên. Mỗi người đi trên cái đường này là rất phấn khởi, tức là toàn dân là đóng góp. Thôn Tam Kỳ còn giữ được hai chiếc giếng cổ có niên đại 1.200 năm. Nước giếng bây giờ vẫn trong, vẫn ngọt. Người dân không ra đây múc nước như ngày xưa. Nhưng những dấu tích trên miệng giếng là biết bao ký ức của nhiều người dân trong làng. Mùng 5 tháng 5 người ta xin về để tắm cho trẻ, nước rôm sảy. Thế rồi xin về để làm tương ăn. Đây là một số hình ảnh mà kiến trúc sư Nguyễn Thế Khải, một người con của làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, đã vẽ lại là cơ sở để bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các công trình kiến trúc cũ của làng. Bắt đầu từ năm 2013 là dân làng thôn Tam Kỳ chúng tôi là rất chú trọng đến việc khôi phục lại các công trình cổ, đặc biệt là trong đó là năm 1997 thì là đã là gọi là tôn tạo lại cái cổng làng. Cuối năm 2012 là chúng tôi tiếp tục là khôi phục lại hai cái giếng cổ. Cổng làng, đường làng, giếng làng là những công trình kiến trúc gắn liền với đời sống văn hóa của làng. Mỗi công trình đều mang trong mình những câu chuyện và những giá trị văn hóa tích tụ cả ngàn năm. Văn hóa kết tinh hàng nhiều nghìn năm, nhưng mà cái đổi mới mới chỉ là cái mới hiện tại. Một cái cũ của nó mới là cái cốt cách của một cái nền văn hóa dân tộc. Giữ cái đó là giữ cái nét văn hóa cho con cháu sau này. Những công trình kiến trúc cũ hiện diện trong lòng đô thị không chỉ thể hiện được kiến trúc nghệ thuật truyền thống và đời sống của cư dân đương thời, đó còn là cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại để mạch nguồn văn hóa dân tộc không bị đứt gãy. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.